Anh ơi, lột giùm em mấy cái trứng này nha. Em kho nồi thịt cái xíu bỏ vô. Em ơi, cái trứng nó bị bể rồi. Trứng bể rồi á thì anh ăn đi, chứ để vô nồi á nó không ngon. Ngon, ngon quá. Không ngờ lột trứng ăn từng trứng như nó ngon ta. Ý, trứng này không bể nè, đẹp quá nè. Nhưng mà ăn trứng ngon quá. Để em miếng đi. Nope. Em ơi, nó bể nè, em ăn nữa nha. Em ơi, ăn xong trứng rồi nè. Ủa? Hồi nãy em đưa anh mấy chục trứng luôn mà. Giờ còn có trứng lớn vậy hả? Thì hồi nãy nó bể, em kêu bể thì ăn đi. Bể hết trơn rồi, còn có trứng à. Cho nghỉ ăn luôn.